chào mọi người, mình là Cao Trung Tài, mình quản trị. Em Ly kìa. Gì vậy? Xin chào tất cả mọi người, mình là Emily và Emily sẽ vào vai Alex. Xin chào mọi người, mình là Alex. Bạn ở trên luôn à? Xin chào mọi người, tên là Nhung. Đúng rồi. Hai người đi làm chương trình rồi. Là Emily chỉ là nữ phụ thôi mà. À, hôm nay thì sẽ có một cái showcase của phim thì được đặt tên là Khách Quốc Đại Chiến để giới thiệu từng nhân vật ở trong phim. Thì Emily thấy khá là thú vị vì lần đầu tiên khi có một cái showcase này kết hợp được phong thái võ thì âm nhạc và thời gian vào với nhau, hy vọng mọi người sẽ thấy cái điểm mới mẻ của phim này. Mong là mọi người sẽ đạt được mọi người sẽ đại chiến nha. Dạ nghề của em. Chúng ta cùng đến với khu vực còn lại nhé. Alo. Rồi,
xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tiến Hoàng. Trong phim này mình thủ vai nhân vật Quang trong phim Cô Sinh Đại Chiến. Và lời đầu tiên xin cho MD gửi lời chào đến tất cả quý vị báo chí cũng như các quý vị khách mời có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay ạ. MD sẽ thủ vai Alex, một cô nàng rất là đam mê võ ta và chuyên sử dụng thương. Vâng ạ. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Nhung và em sẽ thủ vai Nhung của trong phim Võ Sinh Đại Chiến ạ. Và em sẽ múa song phượng kiếm ạ. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trần Duy Nhất và trong bộ phim Võ Sinh Đại Chiến lần này Nhất thủ vai anh cả trong bộ phim trong bên câu lạc bộ Võ Ta và Nhất với vai Bá Long là một trong những anh cả trong trong phim Võ Ta của Võ Sinh Đại Chiến. Cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn và cảm ơn các anh chị và các bạn đã đến với buổi showcase của phim Võ Sinh Đại Chiến. Em là Cao Xuân Tài và Tài sẽ là thuộc team võ ta ở trong phim Võ Sinh Đại Chiến. Còn Tài muốn quyền gì và đánh võ gì á thì hy vọng mọi người hãy tới coi phim để được biết nha. Cảm ơn. Đây thật sự là em đã hoạt động và làm việc ở bên nước ngoài rất là lâu, khoảng trong ngành điện ảnh hành động là tháng 5 với vai trò là diễn viên hành động. Cho nên đây là lần đầu tiên em được đạo diễn Bá Cường mời về Việt Nam để tham gia cái dự án phim hành động này đầu tiên. Thì em cũng rất là bỡ ngỡ và cũng rất là lo khi mà đảm nhiệm một cái vai nhân vật chính thì sẽ có những cái khó khăn gì. Thì cái khó khăn của em cũng như là khi mà phải diễn thoại tiếng Việt, tại vì em rất là ít khi nói tiếng Việt. Thế nên là khi mà em phải vào cảnh có những cái lời thoại của tiếng Việt, em cũng đều phải nhờ đạo diễn chỉ cách làm sao mình thoại cho đúng và đúng cái cảm xúc của nhân vật đó. Thì thật sự là cũng rất là khó khăn, nhưng mà được cái may mắn là khi em gặp được tất cả các bạn diễn ở trong phim và cũng cả đoàn ekip và đạo diễn họ đã ủng hộ và rất là hỗ trợ em rất là nhiều để em có thể đạt được cái vai diễn của mình. Và phim hành động ở bên kia thì thường họ sẽ quay khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm, còn ở Việt Nam mình thì cái số lượng thời gian quay thì khoảng tầm 1 đến 2 tháng thôi. Thế nên là mình phải đẩy rất nhiều tiến độ vào để làm sao cho quay thật nhanh. Thì lúc em về thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà mình phải quay nhiều trong mức độ 6 tháng ở bên nước ngoài mà dồn vào 1 tháng như vậy, thì em cảm thấy đó là một điều rất là thử thách đối với em. Vâng, cảm ơn chị. Đối với Cap thì đã có nền tảng võ thuật từ nhỏ thì mọi người có thể nói là một cái thuận lợi. Tuy nhiên đối với bản thân Cap thì Cap thấy nó là một phần khó khăn, vì từ nhỏ tới giờ Cap chỉ luôn học võ thuật xung mà thôi. Vì thế khi mà đến với lại phim hành động và phải quay những cảnh mà phải thể hiện những cái quyền nét rất là rõ ràng, thể hiện võ bình định, thì đấy là một cái thử thách khá khó khăn đối với Cap. Và đặc biệt là đối với võ ngoài đời thật và võ trên phim ảnh rất khác nhau về mảng stunt. Điều mà mình không muốn nhất đó là gây ảnh hưởng và làm đau diễn viên bạn diễn của mình. Vì thế mà đặc biệt cảm ơn anh Bá Cường cũng như các ekip anh chị phim hành động, ekip hành động đã hỗ trợ cho các một cách tốt nhất để hoàn thành những quay một cách tốt nhất của mình. Còn về định hướng trong tương lai thì đó là ý hai của câu hỏi đó bạn. Đến với phim hành động thì phim hành động là cái lý do mà Cap đến với diễn xuất, vì từ hồi nhỏ đã có một cái đam mê rất là nhiều với phim hành động và được thể hiện những cái vai diễn mạnh mẽ. Danh xưng đạo diễn là một cái danh xưng quá xa vời đối với Cap, và Cap chỉ mong muốn rằng trong con đường sự nghiệp của mình sẽ luôn hướng tới những cái vai diễn mà thể hiện lên cá tính cũng như câu chuyện của nhân vật và được khán giả đón nhận một cách tốt nhất. Và đó là chỉ là những mong muốn đối với Cap trong con đường sự nghiệp của mình. Em cảm ơn chị. Vai diễn của em thì thực sự là đúng là nó không có để lại dấu ấn gì hết. Thì nhưng mà sau cái vai diễn này thì em muốn là sau vai diễn này mọi người sẽ nhìn em bằng một mắt khác, không còn là một hot boy ba dòng máu nữa mà là một diễn viên thực thụ. Và đó là làm diễn viên là ước mơ từ nhỏ đến lớn của em. Cảm ơn. Và để em tiếp lời với bên lớp võ ta thì em xin đại diện cho lớp võ tay, đó là MMA. Và em là Ngọc Cara, em xin giới thiệu lại lần nữa để nhiều khi mọi người sẽ không nhớ tên của em.
Thì trước khi đến tham gia vào bộ phim này là em cũng đang tham gia vào một câu lạc bộ MMA của Sài Gòn Top Team. Và em được học cái môn võ đó chủ yếu là để tự vệ và để rèn luyện sức khỏe thôi. Nhưng khi tham gia vào phim, em được trong phim huấn luyện thêm những cái thế võ khác khó hơn và cảm thấy mình giống như là một cái võ sĩ thực thụ. Và em cảm thấy ngày càng yêu thích hơn cái bộ môn võ thuật này nữa. Và do cái nền tảng trước đó cho nên là em có cảm thấy là mình có thể đủ cái thể lực để có thể tham gia phim trong suốt cái khoảng thời gian hình như gần 3 tháng trời là toàn bộ diễn viên phải tập võ, phải tập luyện từ lúc 7 giờ sáng cho đến nhiều khi là đến 1 giờ trưa. Có khi là không ăn trưa luôn, mọi người cùng tập luyện như vậy luôn. Thì em thấy là ở đây không chỉ là một bộ phim mà nó còn là một cái nơi để gắn kết toàn bộ tất cả các diễn viên vào với nhau, thì sẽ cho mọi người nhìn thấy trong bộ phim đó là một cái sự đoàn kết của một cái tinh thần võ thuật. Xin được cảm ơn. Xin chào mọi người, em là Myora. Nói chung đó là nick trên streamer của em thôi. Em cũng nhắc lỡ mọi người không biết tên em. Thì trước khi mà tham gia bộ phim này thì em là một dancer và em là đi nhảy được khoảng 8 năm. Nhưng mà sau đấy thì em đã kiểu sau khi mà em bắt đầu đi làm diễn viên thì em không có đi nhảy nữa. Thì nó cũng là một cái gọi là cũng là lợi thế, tại vì em sẽ có một cái sự linh động trong tay chân cơ thể. Và có thể cái lúc ban đầu khi mà tập võ em sẽ nghĩ là sẽ dễ hơn, sẽ giống như là mình đi nhảy thôi, nhưng mà võ thì nó lại là một cái gì đó nó khó hơn. Ví dụ như là các bạn diễn ra trong phim đánh một đòn nhìn nó rất là đẹp, mà em đánh một đòn cứ như em đang múa hay em đang làm gì nhìn nó kiểu em bị trêu rất là nhiều, rồi đã phải cố gắng rất là nhiều so với các bạn. Đặc biệt là có một cái kỷ niệm là sau cái khoảng thời gian tập thì như em đã cùng qua nói thì là tụi em phải nghỉ một khoảng thời gian tại vì dịch bùng ra. Thì cái lúc đó là trùng có thời điểm là tại vì khi tập em chưa có kiểm soát được cơ thể, cho nên là khi mà đánh đòn chung với lại cascader và các bạn diễn thì cái ngón tay cái của em là em không cử động được trong vòng một tháng hơn, là nó bị đơ như thế này luôn, là em không thể làm được gì. Lúc đó em rất là sợ, tại vì nếu như mà quay đúng lúc đấy thì gần như là mình sẽ không thể làm gì được. Nên là mình lúc đấy mới cảm thấy là khi mà làm diễn viên và đặc biệt là diễn viên hành động thì cái việc mà giữ được cái cơ thể của mình có thể tốt nhất để cho cái phim của mình có thể quay một cách gọi là trơn tru và giữ cả cái sự an toàn cho bản thân và cho bạn diễn là điều rất quan trọng, và đó là điều mà em học được khi tham gia bộ phim này. Cảm ơn ạ.